Nó. Trời cái mè bự đó. Ê, cô được rồi, gãy. Ông sợ gãy giật, ông còn dính vô hai con không được cho nhỏ. Đó. Tả không? Vô cái giỏ lên thôi, chị nổi vô vô. Hai con luôn kìa. Năm chơi bảo hiểm ta. Ê, con được rồi, gãy. Ổng sợ gãy giật, ổng còn dính vô hai con không được cho nhỏ. Đi kìa bên thái cặp trên mến này đi. Kìa giục lên rồi, giục cái vô đem xách cái bệnh, trội dữ đi. Trời vô đem nữa kìa. Nó mấy cái giột nhỏ này thả mới im hơn cá bự nè. Con nào thả miết dữ á. Ôi, bay bánh sáng chưa sáng. Thôi nè. Để cá bự. Có chân mình hả? Nè 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 nè, ông quay ra đây đứng đây bơi chút nè. Tôi lên rồi lấy một cơm lấy hai cái gừng rồi đếm luôn tôi ra. Quất luôn, lấy quất nước con chứ. Cơm luôn. Chịu à. Cân què nhất chân khẽ đi chân cái gì. Được rồi đi. Thấy cái vô đấy mà. Ừ, hai con cho thấy điểm đó. Bệnh số 2 là. Thấy con nè. Bệnh số 2 nè. Còn sống thì thấy lên con nữa. Thấy mạnh lên luôn đi. Bắt cá tiếp mới. Chết đâu. Chết chóc gì. Chờ chơi, lẹ chơi. Thấy cái cây kiềm ở dưới cái chỗ giò đó kìa. Hồi nó này trời. Thấy cái giò bẻ gai luôn. Trời ơi, có mè bự đó. Ê, từ, còn sao không có trôi nữa kìa. Nghỉ xịt á, đứng lên cây kéo vô. Đắc.